Hello anh em. Gái gú là phù du, trực tiếp game là bất diệt nhá. Nói luôn một câu cho nó nhanh. Ui giời, thứ bảy máu chảy về tim. Nhưng mà thôi, thôi hôm nay tôi không chiêu anh em nữa. Mọi hôm thì tôi cũng hay coi như là gọi là chọc tức anh em một tí, cũng gọi là tội thuộc cái dạng FA đéo có gái như ai. Mà nhiều khi tôi thứ bảy cứ chọc anh em mà đéo có gái à, cứ ngồi đây xem tôi chơi game thôi, hôm nay không chọc nữa nhá. Đấy, Dũng có tâm mà, Dũng không bao giờ chọc người xem đâu. Dũng rất quý viewer, viewer nhá, viewer yêu Dũng nhá. Anh em đã đọc truyện bác sĩ quái dị chưa? Tôi hôm nay sẽ vào vai bác sĩ quái dị anh em nhá. Anh em đã đọc truyện bác sĩ quái dị chưa? Tôi hôm nay sẽ vào vai bác sĩ quái dị anh em nhá. Bác sĩ đỡ đẻ. Mic rè á? Anh em nào mà đang comment mic rè đề nghị ra bệnh viện bảo nó khám ngay nhá. Hình như là bị con chuột nó chui vào tai rồi đấy. Đi ngủ không để ý là ở bẩn quá, chuột nó chui mẹ vào tai rồi. Mic ngon trong trẻo, rộng trong 300 năm mới có một lần như thế này. Ôi đê, cái gì đấy? Phẫu thuật tim. Heart transplant nghĩa là gì? Thay tim à? Phẫu thuật thay tim. Kidney. Đây, phẫu thuật thay cái này là cái gì? Thận à? Phẫu thuật thay hai quả thận. Và thứ ba là mình phẫu thuật não, thay não. Vãi cả loen. Thôi tôi sẽ phẫu thuật tim trước xem nó như thế nào nhá. Mẹ, cái gì thế này? Ôi giời. Đây là bệnh nhân. Anh ơi. Anh gì ơi? Anh ơi. Anh gì ơi? Mẹ, bệnh nhân đang cần thay tim. Huyết áp. Huyết áp cái kia có phải huyết áp không? 167/59. Blood level là số máu còn lại là 5600 ml. Thời gian. Ê, vãi lìn mẹ. Bây giờ tôi phải làm như thế nào? Cái gì đây? Ui đệt. Ui đệt. Đệt. Vãi cả cút. Vãi cả cút. Mẹ. Đây là xương sườn mà. Xương sườn đây này. Tôi có nhìn thấy quả tim nó đập kia đúng không? Vãi cứt. Y tá đâu em ơi, ra mổ giúp anh em ơi. Vãi cả loèn. Bây giờ làm như nào? Cầm búa đập xương ra. What? Vãi loèn cầm búa đập xương. What the fuck? Chết bệnh nhân chứ còn à. Đây này, người ta phải dùng cái dao cắt xương. Anh em mẹ toàn xui dại. Đây, người ta phải dùng cái dao cắt xương như này chứ. Ôi thì tung mẹ cái đồng hồ rồi. Đây này. Rồi. Người ta phải dùng cái dụng cụ như này thì mới cắt xương được chứ. Nào. Đấy. Ủa. Tôi là bác sĩ quái dị giỏi lắm. Khoan như này thì. Ủa. Xương đéo như gạch vỡ này. Rồi. Ôi bị pro luôn, nói cho anh em biết. Ôi mất máu. Cứ nhầm anh ơi. Nhầm. Nào. Máu tụt nhanh làm chết mẹ nơi rồi, khốn nạn. Bây giờ tim đâu, của tim ở chỗ nào? Đây là phổi đúng không? Đừng có bảo phải móc phổi ra nhá. Bây giờ làm nào lấy cái quả tim ra đây. Tim nó nằm ở dưới phổi đúng không? Tim nó nằm ở dưới phổi đúng không? Đéo làm sao? Không chết được. Từ từ lấy búa đã. Ui đéo gì mẹ. Nào. Nào kết mẹ búa vào vòi nào. Con mẹ kết rồi. Mẹ tổ sư. Chả hiểu đéo. Thôi xong rồi, thôi bệnh nhân tôi chết mẹ nơi rồi. Khó lắm, điều khiển cái này khó lắm. Đập ra. Thôi. Chết mẹ rồi. Đấy.
Hóa ra đây là những thứ diễn ra trong phòng phẫu thuật đây. Xong rồi ra ngoài là bác sĩ lại bắt đầu lấy khăn lau lau lên trán nữa. Chúng tôi rất tiếc, anh nhà bệnh quá nặng, không qua khỏi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, mong gia đình lượng thứ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng anh không qua khỏi. Phẫu thuật luôn luôn có những rủi ro ngoài ý muốn. Mong chị và cháu bớt buồn. Rồi. Nhạc hợp phết nhỉ. Nghe cái như mình đang xem phim với tổ sư. Khốn nạn cái đéo thế này. Tôi đang diễn xiếc anh em ạ. Tôi đang diễn xiếc. Vãi cả loèn, bác sĩ này đéo nên, không nên làm bác sĩ mổ mà nên làm bác sĩ diễn xiếc. Vãi cả loèn. Anh đã ra đi mẹ. Mẹ. Chết rồi, chắc chắn là chết. Khi bạn mua bằng vẫn được làm bác sĩ. Tôi không học chuyên ngành mổ tim. À, để thử mổ não xem nào. Mổ não xem nào. Ôi giời. Tôi là chuyên ngành mổ não. Nhầm. Ôi đệt, cái gì thế này? What the fuck? Bè! Cái gì đây? Đây là cái hộp sọ đúng không? Đây là cái hộp sọ. Đây là cái não mình cần thay vào. Vãi loèn. Thôi đéo có khoan thì dùng tạm này vậy chứ biết sao. Rồi. Rồi đấy. Vã cả mồ hôi. Thật đấy anh em. Khốn nạn. Mẹ. Nó còn cái dây sống ạ. À, kinh vãi cứt. Nó còn cái dây ở tủy sống. Kinh đéo chịu được. Mẹ. Bây giờ làm nào cắt được cái dây này bây giờ? Bây giờ cái dây này nói ra thì phải lấy cái kéo. Rồi, phải lấy con dao. Yên tâm, bệnh nhân vẫn máu vẫn nhiều lắm. Đây rồi. Ô. Rồi, ngon rồi. Ngon rồi. Cầm máu đâu, cầm máu, máu rồi, cái đâu rồi. Oh shit. Cái gì nó đâm mẹ vào mình rồi. Tôi đâm mẹ vào chính tôi rồi, khốn nạn rồi, con thịt. Tiêm mẹ vào mình rồi. Ủa xong rồi. Thế này đi con. Ủa. Tiêm mẹ vào mình rồi, phê mẹ rồi. Ôi, lấy lại cho vào à? Dù có mẹ, bác sĩ, dù có thế nào cũng phải vì bệnh nhân. Sống rồi. Ca mổ đã thành công. Ca ghép não thành công đầu tiên trên thế giới.
Bệnh nhân còn đang gật gật đầu cảm ơn tôi kìa. Bệnh nhân vừa mới gật đầu cảm ơn tôi mẹ luôn. Sống rồi. Quá ngon mẹ luôn. Giỏi thật. Phê cần nhá mà vẫn cứu được người. Anh em phải thấy là bố đời như thế nào. Làm gì có thằng bác sĩ nào giỏi như tôi nó thẳng câu cho nhanh.